già, chết bức bách năm uẩn đối tượng của chấp thủ, cũng như lửa bức bách nhiên liệu, như tấm bia thu hút những tên bắn, như ruồi nhặng bu lại thân con bò, như thợ gặt nhóm họp trên đồng lúa chín, như bọn cướp đến nơi khu làng. Những khổ ấy được sinh ra trong các uẩn như cỏ, dây leo mọc trên đất, như hoa trái mầm mộng ở trên thân cây. Đoạn 59. Năm thủ uẩn có sanh là cái khổ đầu tiên, già là khổ chặn giữa, chết là khổ chặn cuối. Khổ nung nấu tâm can nạn nhân của nỗi đau đớn đe dọa sự chết chóc thì gọi là sầu. Khổ dưới hình thức khóc than ở nơi người không chịu đựng nổi gọi là bi. Cái khổ do thân tứ đại bị xáo trộn gọi là khổ. Nỗi khổ bức bách tâm hồn kẻ phàm phu khi phải đương đầu với nỗi đau thể xác thì gọi là ưu. Khổ ngấm ngầm nơi một kẻ có nhiều khổ đau chồng chất gọi là não. Khổ do thất vọng nơi những người mà niềm mong ước bị ngang trái phủ phàng gọi là cầu bất đắc khổ. Bởi thế, khi xét những khía cạnh khác nhau, ta thấy rằng chung quy năm uẩn bị chấp thủ cho là bản ngã của mình chính là khổ. Đoạn 60. Nói làm sao xiết tất cả những nỗi khổ muôn màu muôn vẻ, dù có trải qua nhiều đời kiếp cũng không nói cho hết được. Bởi vậy, Đức Thế Tôn dạy, nói tóm lại, năm uẩn trói buộc tức là thủ uẩn là khổ, để ám chỉ rằng, tóm lại, tất cả khổ đều hiện hữu trong mỗi uẩn bị chấp thủ, cũng như vị mặn của biển được tìm thấy trong mỗi giọt nước biển. Trên đây là trình bày năm thủ uẩn và cũng là mô tả chân lý về khổ. Tập đế nghĩa là chân lý về nguyên nhân khổ. Đoạn 61. Nhưng trong phần mô tả nguồn gốc, nói cái khác ái ấy, Yajamtana, phát sinh hiện hữu mới, Punapapa, câu hữu với hỷ và tham, liên hệ chỗ này chỗ kia. Tham, đây gồm có dục ái, hữu ái, phi hữu ái, sẽ trình bày trong phần duyên khởi, chương 17, đoạn 233 trở đi. Mặc dù tham có ba thứ như vậy, cần hiểu nó là nguồn gốc của khổ, vì nó phát sinh ra chân lý về khổ. Diệt đế nghĩa là chân lý về sự diệt khổ. Đoạn 62. Nói về diệt khổ cũng là nói về diệt cái nguyên nhân của khổ, tức khác ái, vì sự chấm dứt khổ phát sinh đồng thời với chấm dứt nguồn gốc khổ, không có cách nào khác. Như cây bị chặt đốn, gốc chưa hại vẫn mọc, ái tùy miên chưa nhổ, khổ ngày sanh dài dài. TMC. Đoạn 63. Chính vì khổ chỉ diệt khi nguồn gốc khổ cũng diệt, nên khi dạy về diệt khổ, Đức Thế Tôn chỉ dạy sự chấm dứt cái nguồn gốc khổ. Đấng thiền thệ hành xử giống con sư tử. Chú thích: như con sư tử chuyển sức mạnh hướng về tấn công người bắn mũi tên vào nó, chứ không hướng về mũi tên. Cũng thế, Đức Phật đề cập nguyên nhân, không nói hậu quả. Các ngoại đạo thì như con chó khi bị ném cục đất, chỉ bu lại gầm cục đất thay vì tấn công người ném. Ngoại đạo chỉ dạy chấm dứt khổ bằng cách chuyên hành thân hoại thể, mà lại không lo chấm dứt những ô nhiễm của tự tâm. PM 533. Khi ngoại đạo dạy chấm dứt khổ bằng lối hành xác, chính là chỉ để ý hậu quả mà không để ý cái nhân. Đoạn 64. Ý nghĩa câu chấm dứt của khác ái ấy trong kinh văn có nghĩa là khác ái phát sinh hiện hữu kế tiếp được xếp loại thành dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Chính đạo lộ được gọi là diệt, vì với sự diệt tham ái, vị ấy giải thoát. M1 139. Diệt cho đến không còn dư tàn là diệt tận gốc rễ các tùy miên, tức
khuynh hướng nội tại, diệt cũng có nghĩa là từ bỏ. Đoạn 65. Nhưng tất cả những tiếng ấy, diệt, từ bỏ, đều đồng nghĩa với Niết Bàn. Vì theo nghĩa tuyệt đối, chính Niết Bàn gọi là thánh đế về sự diệt khổ. Nhưng vì khác ái tàn tạ chấm dứt khi đạt đến Niết Bàn, nên Niết Bàn được gọi là diệt. Và vì khi đạt Niết Bàn thì có sự từ bỏ khác ái đối với các cõi, không còn lệ thuộc bất cứ hệ lụy nào như năm dục trưởng dưỡng, vân vân, nên Niết Bàn còn gọi là xả ly, từ bỏ, buông ra hết hệ lụy. Đoạn 66. Niết Bàn có sự an tịnh là đặc tính của nó. Nhiệm vụ nó là bất tử hoặc làm cho an lạc. Nó được biểu hiện là cái vô tướng, bất khả tư nghị. Luận về Niết Bàn. Đoạn 67. Hỏi 1. Có phải Niết Bàn là phi hữu vì không thể tư duy về nó như sừng thỏ? Đáp: không phải vậy, vì Niết Bàn có thể đạt được nhờ đạo lộ chân chánh. Một số người đã đạt được, đó là các bậc thánh, nhờ phương tiện thích nghi là con đường, giới, định, tuệ. Cũng như tâm siêu thế nơi một số người chỉ được các bậc thánh hiểu được nhờ tha tâm trí. Bởi thế không nên bảo Niết Bàn là phi hữu vì không thể hiểu thấu. Ta không thể vì kẻ ngu không thấy được mà bảo rằng cái đó không thể thấy. Đoạn 68. Lại nữa, không nên cho Niết Bàn là phi hữu, vì nếu thế thì đạo lộ sẽ vô ích, nghĩa là giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn sẽ thành vô ích. Nhưng nó không vô ích vì nó quả thực có đưa đến Niết Bàn. Hỏi 2. Nhưng có phải đạo lộ là vô ích không? Vì nó dẫn đến một cái vắng mặt, tức là vắng mặt các uẩn, do đoạn tận cấu uế các uẩn không còn sanh trở lại. Đáp: không phải vậy, vì mặc dù các uẩn quá khứ vị lai vắng mặt thực, song không phải đạt Niết Bàn chỉ là như vậy. Hỏi 3. Vậy phải chăng Niết Bàn là vắng mặt luôn cả các uẩn hiện tại? Đáp: không, chúng không thể vắng mặt. Nếu vắng mặt thì chúng trở thành phi hữu. Hơn nữa, Niết Bàn là vắng mặt luôn cả các uẩn hiện tại, thì điều này có lỗi là loại trừ hữu dư y Niết Bàn giới, vào sát na chứng đạo, vốn y cứ vào các uẩn hiện tại. Hỏi 4. Vậy thì sẽ không lỗi nếu cho rằng Niết Bàn là sự phi hữu của cấu uế? Đáp: không phải vậy, vì nếu thế thì hóa ra thánh đạo không nghĩa lý gì. Nếu cấu uế có thể phi hữu ngay trước giai đoạn thánh đạo thì đạo lộ trở thành vô nghĩa. Do vậy, không thể nói Niết Bàn là phi hữu không thể đạt đến. Đoạn 69. Hỏi 5. Không phải rằng Niết Bàn là hủy hoại, như trong đoạn hiền giả, đó là Niết Bàn, tức sự phá hủy tham sân si, S4-252. Đáp: không phải thế, vì nếu thế thì quả A-la-hán chỉ là sự hủy diệt. Vì quả A-la-hán cũng thế, được diễn tả rằng hiền giả đấy là quả A-la-hán, tức là sự hủy diệt tham sân si, S4-252. Hơn nữa, lại còn sự sai lầm tiếp theo là Niết Bàn sẽ hóa ra tạm thời, có đặc tính của hữu vi và có thể đạt được dù không có tinh tiến. Và chính vì nó có đặc tính của hữu vi, nó sẽ gồm trong hữu vi pháp, sẽ bị đốt cháy bởi lửa tham, vân vân, và chính sự đốt cháy ấy là khổ. Hỏi 6. Vậy phải chăng Niết Bàn là thứ hủy diệt mà sau đó sẽ không còn tái sinh? Đáp: không phải vậy, vì không có thứ hủy diệt nào như thế, và cho dù có, vẫn không tránh được những lỗi đã nêu trước. Lại nữa, đó có nghĩa rằng thánh đạo chính là Niết Bàn, vì thánh đạo gây ra sự hủy diệt cấu uế, sau đó cấu uế không còn sanh khởi. Đoạn 70. Nhưng chính vì cái loại hủy diệt được mệnh danh là vô sanh, tức Niết Bàn, là thân y duyên cho đạo lộ, nên Niết Bàn
được gọi là diệt để ám chỉ đạo lộ. Hỏi bảy, tại sao không nói rõ tướng trạng Niết Bàn ra sao? Đáp, vì nó rất tế vi. Sự tế vi cực độ của Niết Bàn được nói lên chính vì nó đã khiến Đức Thế Tôn thiên về vô hành, nghĩa là không ra thuyết pháp. Trung 1, 186. Và bởi vì cần có con mắt của một bậc thánh mới thấy được nó. M1, 510. Đoạn 71. Không phải ai cũng thấy được Niết Bàn, vì Niết Bàn chỉ đạt được bởi một vị đã nắm vững đạo lộ, và nó là phi sở tạo, bởi nó không có bắt đầu. Hỏi 8. Niết Bàn hiện hữu khi hiện hữu đạo lộ, vậy phải chăng Niết Bàn không phải phi sở tạo? Phi sở tạo nghĩa là uncreated, không do tạo tác mà có. Đáp, không phải vậy, vì Niết Bàn không phải được khơi dậy bởi đạo lộ, mà được đạt đến nhờ đạo lộ, nên Niết Bàn là phi sở tạo. Chính vì không do tạo tác, không có già chết, nên Niết Bàn là thường trụ. Đoạn 72. Hỏi 9. Vậy thì Niết Bàn cũng có tính thường trụ như người ta nói cực vi là thường trụ. Đáp, không phải vậy, vì tuyệt đối không có một nguyên nhân nào cho sự sanh khởi của Niết Bàn cả. Hỏi 10. Vì Niết Bàn có thường trụ, vậy vi trần, cực vi, vân vân cũng thường sao? Đáp, không phải vậy, bảo rằng Niết Bàn là thường trụ thì không phải là để xác nhận vi trần, vân vân cũng thường hằng. Hỏi 11. Có thể nói vi trần là thường chính vì cũng như Niết Bàn, vi trần không có sanh khởi. Đáp, không phải vậy, vì vi trần, vân vân chưa được thiết lập thành những dữ kiện. Đoạn 73. Lý luận trên đây chứng tỏ rằng chỉ có Niết Bàn là thường trụ, vì nó phi sở tạo và nó không phải sắc pháp, vì nó vượt ngoài tự tính của sắc pháp. Mục tiêu của chư Phật chỉ có một, không nhiều, nhưng mục tiêu duy nhất ấy, nghĩa là Niết Bàn, đầu tiên được gọi là hữu duy, vì Niết Bàn ấy được công bố trong khi còn các uẩn hậu quả của chấp thụ quá khứ nơi đời sống vị A-la-hán. Niết Bàn này được công bố với nghĩa là tịnh chỉ tất cả cấu uế, nhưng hậu quả của sự chấp thủ trong quá khứ thì vẫn còn tồn tại nơi vị A-la-hán đã chứng Niết Bàn nhờ tu tập. Nhưng kể đến, Niết Bàn ấy được gọi là vô duy sau khi tâm thức cuối cùng của vị A-la-hán chấm dứt, vì vị ấy từ bỏ sự sanh khởi các uẩn vị lai và ngăn ngừa nghiệp đưa đến tái sinh trong tương lai, cho nên không còn sự sanh khởi các uẩn, mà những uẩn đã sanh thì đã biến mất rồi. Vì quả báo còn sót lại từ những chấp thủ quá khứ không hiện hữu, nên Niết Bàn này cũng gọi là vô dư y. Đoạn 74. Bởi vì Niết Bàn có thể đạt được nhờ vô ngại trí, thành tựu nhờ kiên trì không biết mệt, và bởi vì đó là lời của bậc chánh biến tri, nên Niết Bàn không phi hữu xét về tự tính. Như Phật đã dạy, này các tỷ kheo, có một cái không sanh, không trở thành, không được tạo tác, vô vi. Chú thích: sự thảo luận này gồm 3 mục, những câu hỏi từ 1 đến 4 bác bỏ quan điểm cho rằng Niết Bàn chỉ là huyền thoại phi hữu. Những câu từ 5 đến 7 bác bỏ quan điểm cho rằng Niết Bàn chỉ là hủy diệt. Những câu còn lại đề cập đến những chứng cứ theo đó chỉ có Niết Bàn chứ không phải vi trần, vân vân là thường, vì Niết Bàn là phi sở tạo. Đấy là định nghĩa về diệt đế. Chân lý về con đường đưa đến khổ diệt. Đoạn 75. Trong phần mô tả con đường đưa đến khổ diệt có 8 pháp được kể ra. Mặc dù những pháp này đã được giải thích ý nghĩa trong những phần mô tả các uẩn, ở đây vẫn cần bàn lại để biết rõ sự khác biệt giữa các pháp ấy khi chúng sinh khởi trong một sát na duy nhất, vào sát na đạo lộ. Đoạn 76. Nói vắn tắt, xem chi tiết chương 22 đoạn 31. Khi một thiền giả tiến đến sự thâm nhập 4 chân